Chào đón quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Kính thưa quý vị, nhóm phóng viên Ái Hiền và Dư Lê đang có mặt tại ngôi chùa Liên Hoa tọa lạc trong thành phố Houston. Xin mời quý vị cùng tham dự chương trình Đại hội Khoáng đại năm 2019 Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hải ngoại Hoa Kỳ, được tổ chức từ ngày thứ sáu ngày 11 tháng 10 và kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2019. Và sau đây thì Ái Hiền và Dư Lê xin mời quý vị cùng tham dự với Đài Việt TV của chúng tôi. Đây là một đại hội khoáng đại cứ 4 năm mới có tổ chức một lần, và cứ 4 năm chúng tôi sẽ cung thỉnh những chư tôn giáo phẩm, chư tăng ni về để phụng sự cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Thì trong đại hội kéo dài trong 3 ngày qua thật là nhọc nhằn, coi như giờ này đã hoàn chỉnh. Đây là một cái thuận duyên cho thành phố Houston, bởi vì chư tôn đức tăng ni của nhiều tự viện cũng như nhiều thành phố, nhiều tiểu bang khác đã về đây ở tại chùa Liên Hoa này để chúng tôi bầu bán, đại khái nghĩa là đề cử với nhau, thỉnh mời chư tôn giáo phẩm điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ trong 4 năm tới. Trong cái đề cương của chúng tôi, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, là làm thế nào để chúng ta có thể dấn thân hộ pháp, hộ quốc và hộ dân. Đây là cái con đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và đại hội khoáng đại là đại hội được tổ chức với những lý do như sau. Thứ nhất, có thể công cử ban điều hành, ban chấp hành mới, có thể làm lại những quy chế mới trong giáo hội. Và lần này Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ đã làm một việc, đó là công cử tất cả các thành viên của Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Ngôi vị chủ tịch, chúng con thành kính nghiêng mình cung đón Hòa thượng Thích Huyền Việt. Và một lần nữa xin chúc mọi người để vỗ một tràng pháp tay để chúc mừng đại hội. Chúng ta đang đứng tại hội trường cũng như chánh điện của chùa Liên Hoa trong cái giờ kết thúc của đại hội khoáng đại. Cái sự thành tựu này đó là một sự nỗ lực chung của tất cả, không riêng ai, nhưng mà đặc biệt là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất về đây với tinh thần hết lòng để hộ trì cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất quê nhà dưới sự lãnh đạo của Đức đương kim Tân thống, Đệ ngũ Tân thống Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Với cái sự thành quả của cái tăng ban hội đồng điều hành của giáo hội trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới, chúng tôi tiếp tục nỗ lực để làm sao gìn giữ cái mạng mạch của giáo hội, cái sức sống của giáo hội, và đặc biệt là cùng với lương dân là nạn nhân, để tranh đấu đòi hỏi cho tự do dân chủ và nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo cho Việt Nam và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Mong rằng cái sự kết đoàn kết nối để tất cả chúng ta cùng làm một cái việc chung, đó là mong đi tìm sinh lộ cho dân tộc, dân chủ tự do, dân giàu nước mạnh và đoàn kết bảo vệ lãnh thổ lãnh hải cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình phóng sự cộng đồng ghi nhận về những hình ảnh về đại hội khoáng đại cập bầu cử tân ban chấp hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được tổ chức tại ngôi chùa Liên Hoa. Rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Chúng tôi mến chào và chúc cho quý vị có một ngày cát tường, bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.